Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là tối thứ bảy ngày 25 tháng 8. Thực ra nói tối nhưng mà chưa tối, mới chiều. Bà con đi rừng về chỉ có một số mầm thôi, nhưng mà hàng về trong ngày cho nên là rất là tươi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu đến em chỉ khoảng 8 mầm thôi, chứ không có nhiều. Hàng mình là hàng con tôm. Bà con tự đi hái về, cho nên là số lượng rất là ít. Anh em nào xác định mua thì các bạn hãy chấp nhận cái việc là mình phải quyết định thật là nhanh. Thứ hai là cái giá mình bán không hề rẻ, mình phải công nhận như thế. Không hề rẻ tại vì nó cũng xứng đáng với cái công sức mà người ta bỏ ra, với cái những cái mầm giá hạt con tôm. Nó mọc rất là cao và người ta phải bỏ cái sức ra rất là nhiều để đi lên rừng. Ngoài ra còn đổi lại cái sự nguy hiểm. Mình sẽ lên từng mầm cho các bạn xem nhé. Đây là mầm thứ nhất nè. Tất cả các hàng mầm của mình đều nguyên dê nha các bạn. Đây, mầm thứ nhất đây. Rồi. Các bạn xem nó tươi nguyên luôn á. Đây mầm số 2 đây. Các bạn lưu ý nha, mấy cái mầm này giống nhau hết nha, mình không đánh số nha. Nếu mình quay xong mà các bạn bảo là cho mầm số 1, cho mầm số 6 là mình chịu luôn á. Mình bán giá cái lô này ngang nhau. Anh em ok thì mình sẽ chọn. Đây là dê số 3 đấy các bạn. Lá nhựa. Đấy, lá nhựa dày. Nó không có to, không có to như lá mít nha các bạn, nhưng mà lá nó cũng dày, cứng, mọng nước. Thân nó khá là cứng. Đây là cái bộ dê của nó đây. Mình quay trời tắt nắng tại vì Tây Nguyên mùa này á, là đang mùa mưa các bạn. Không có một tí nắng nào cả. Mình số 4 đây. Nếu mà dây mà các bạn chê hàng xấu nữa thì thôi mình bỏ tay luôn, để trồng vậy rồi. Tất cả các hàng này các bạn lưu ý là mùa tới là có hoa cho các bạn ngắm luôn, không cần phải chờ đợi lâu như hàng kiến nhé. Này, các bạn muốn quan sát kỹ thì mình sẽ cho các bạn quan sát. Đó. Nhìn thế này nhưng mà rất ít đúng không các bạn? 4 này. Mầm số 5 này. Mình nói luôn là mình không có bán hàng Lào, Campuchia, hàng tất cả bà con khai thác tại rừng con tôm một cách tự nhiên. Mỗi một lần đi thì may mắn thì được nhiều mầm, còn không may mắn thì chỉ được một vài mầm mang về. Mà hàng của mình là đều hàng tươi rói rói hết á, hàng tự nhiên. Có những mầm có thể là bị gãy ngọn chuột ngọn, những mầm bị bầm dập do quá trình vận chuyển và quá trình hái từ trên cây ném xuống. Một số cái vị trí người ta không thể ôm được, người ta buộc người ta phải thả xuống thì nó có những cái gãy dập nhất định. Nhưng mà những cái mầm mình đã tuyển ra đây không gãy không đồ thì giá nó sẽ cao hơn những cái mầm bình thường. Cho nên là các bạn mua được những hàng rẻ mà các bạn chê cái hàng này mắc tiền thì các bạn có quyền không mua, đó là quyền của các bạn. Còn mình bán cho những ai dám bỏ tiền ra sưu tầm những cái hàng chuẩn. Này các bạn xem này. Rồi mọi người mua cho mình thì vui lòng là không tốt nhất mọi người thông cảm, cố gắng là nhắn tin cho mình nha. Nhắn tin cho mình sẽ ok, mình sẽ gửi hàng. Còn mọi người gọi thì nhiều khi mình cũng bận công việc nên không nghe điện thoại được. Mọi người hết sức thông cảm nha. Rồi, mình chỉ có 8 mâm loại này thôi nha mọi người. Rồi, hàng đẹp như thế này không mua thì mua cái gì nữa.